Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đến với ngữ văn lớp 11, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, mục lục, bài 1, câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể. Trang 9, đọc vợ nhạt trang 12, đọc Chí Phèo, trích của Nam Cao, trang 23, đọc thực hành tiếng Việt, đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, trang 36, viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện, những đặc điểm trong cách kể của tác giả, trang 39, nói và nghe, thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm truyện, trang 45, củng cố mở rộng, trang 48, thực hành đọc Cải ơi Nguyễn Ngọc Tư, trang 48. 2. Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình, trang 54, đọc Nhớ Đồng của Tố Hữu, trang 56, đọc Tràng Giang của Huy Cận, trang 59, đọc Con đường mùa đông của Alexander Sergeyevich Pushkin, trang 61, đọc thực hành tiếng Việt, một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường, đặc điểm và tác dụng, trang 65, viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ, tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm, trang 66, nói và nghe, giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật, trang 71, củng cố mở rộng, trang 73, thực hành đọc Thời gian của Quan Cao, trang 74. 3. Cấu trúc của văn bản nghị luận, trang 75, đọc Chiếu Cầu Hiền hoặc là Cầu Hiền Chiếu của Ngô Thì Nhậm, trang 76. Tôi có một ước mơ, trích Bước đến tự do, câu chuyện Montgomery, Martin Luther King, trang 79. Đọc Một thời đại trong thi ca, trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, trang 85. Đọc thực hành tiếng Việt, đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết tiếp theo, trang 89. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội, con người với cuộc sống xung quanh, trang 90. Nói và nghe, trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội, trang 95, củng cố mở rộng, trang 97. Thực hành đọc, tiếp xúc với tác phẩm, trích tiếp xúc với nghệ thuật, Thái Bá Vân, trang 98. 4. Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình, trang 101. Đọc lời tiễn dặn, trích tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái, trang 102. Đọc Dương Phụ Hành, bài hành về người thiếu phụ phương Tây của Cao Bá Quát, trang 107. Đọc Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh, trang 110. Đọc thực hành tiếng Việt, lỗi về thành phần câu và cách sửa, trang 112. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội, hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại, trang 114. Nói và nghe, thảo luận về một vấn đề trong đời sống, hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại, trang 120. Củng cố mở rộng, trang 122. Thực hành đọc Nàng Ờm Nhắn Nhủ, trích Nàng Ờm Chàng Bồng Hương, truyện thơ dân tộc Mường, trang 122. 5. Nhân vật và xung đột trong bi kịch, đọc Sống hay không sống đó là vấn đề, trích Hamlet của William Shakespeare, trang 126. Đọc Vĩnh biệt cửu trùng đài, trích Vũ Như Tô Nguyễn Huy Tưởng, trang 132. Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên xã hội, trang 142. Nói và nghe, trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, trang 149. Củng cố mở rộng, trang 151. Thực hành đọc Promete bị xiềng, trích Escin, trang 152. Ôn tập học kỳ 1, trang 155. Bảng tra cứu thuật ngữ, trang 158. Bảng giải thích một số thuật ngữ, trang 159. Bảng tra cứu một số yếu tố Hán Việt, trang 160. Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài, trang 162. Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.